Chào mọi người nha, lại là mình đây. Ngày hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn làm sao tô màu cho thật đẹp. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nha. Bây giờ mình sẽ tô màu cho các bạn cho đi căn thành phố, các tỉnh, các ngoài các thứ là nơi tinh công ty in ấn, in ấn sách vở nằm kia vua chúa hơn nhé. Nằm kia kiếm mới sức lạnh có tiền rồi nhé. Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Lại là mình đây. Ngày hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn làm sao tô màu cho thật đẹp. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nha. Bây giờ mình sẽ tô màu cho các bạn cho đi căn thành phố, các tỉnh, các ngoài các thứ là nơi tên đi in ấn
dài mà nhìn chẳng đắt. Vua chúa nằm kia, vua chúa hơn nhá. Nằm kia kiếm mới sức mạnh có tiền rồi nhá. Cái mặt khó nhỉ? Mình dân chặt búa nói chuyện. Nếu các bạn thấy video hay thì cho mình xin